Thứ ba, tuần thứ 17, mùa thường niên, lễ hai thánh Gioa-kim và Anna, song thân Đức Trinh Nữ Maria. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 13, từ câu 36 đến câu 43. Hôm ấy, Đức Giêsu bỏ đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại gần Người và thưa rằng: "Thưa Thầy, Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùn trong ruộng cho chúng con nghe." Người đáp: "Kẻ gieo hạt giống tốt là con người, ruộng là thế gian, hạt giống tốt đó là con cái nước trời, cỏ lùn là con cái ác thần. Kẻ thù đã gieo cỏ lùn là ma quỷ, mùa gặt là ngày tận thế, thợ gặt là các thiên thần. Vậy, như người ta nhặt cỏ lùn rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con người sẽ sai các thiên thần của Người tập trung mọi kẻ làm gương mù, gương xấu, và mọi kẻ làm điều gian ác mà tống ra khỏi nước của Người, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời trong nước của cha họ. Ai có tai thì nghe." Suy niệm. Trong tập sách trình bày con đường tu đức của mình, cha Anthony de Melo, một linh mục dòng Tên, đã đề nghị phương pháp cầu nguyện có tên là chiếc ghế trống. Cha Anthony de Melo đã sáng chế ra phương pháp này sau khi nghe qua câu chuyện về một người nằm liệt lâu năm. Ngày qua, ngày càng lúc, ông cảm thấy khó tập trung tư tưởng để cầu nguyện. Một ngày nọ, có người đến thăm và đề nghị ông nên đặt một chiếc ghế trống bên cạnh giường, rồi tưởng tượng ra Chúa Giêsu đến ngồi bên chiếc ghế đó. Người bạn khuyên ông hãy nói chuyện với Chúa giống như đang nói chuyện với một người bạn. Người bệnh đã làm theo phương pháp đó và không còn cảm thấy khó cầu nguyện nữa. Cầu nguyện là nói chuyện trực tiếp với Chúa, như đang tâm tình với một người bạn. Chúng ta hãy xem xét đời sống cầu nguyện của chúng ta hiện nay ra sao. Cái gì giúp cho chúng ta dễ dàng tiếp xúc với Chúa? Một Kitô hữu mà mất liên lạc với Chúa thì cũng không khác gì một người sống trong ngõ cụt, chẳng khác gì hoàn cảnh của người chối bỏ Chúa. Càng cầu nguyện, chúng ta càng được biến đổi trở nên giống Chúa, đặc biệt là trong sự kiên nhẫn và nhân từ của Ngài, như được trình bày trong dụ ngôn cỏ lùn mà giáo hội cho chúng ta lắng nghe và suy niệm hôm nay. Thiên Chúa luôn kiên nhẫn chờ đợi cho đến ngày cuối cùng, rồi mới ra tay xét xử. Trong khi đó, các tôi tớ của Ngài lại muốn bỏ cỏ lùn ngay khi vừa phát hiện ra chúng. Chúng ta noi gương kiên nhẫn của Chúa, vừa học sự kiên nhẫn đó qua việc cầu nguyện, tiếp xúc thân tình với Ngài. Lạy Chúa, xin cho chúng con ý thức những giới hạn của mình và của những người khác. Xin cũng cho chúng con biết dấn thân làm việc cho Chúa, kiên nhẫn chịu đựng và chờ đợi cho đến ngày hạt giống lời Chúa trổ sinh hoa kết trái nơi chính chúng con và trong thế giới. Amen.